Đức Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đến với chương trình Thế giới trong tầm tay với anh Trần Nguyên Thắng. Nhanh kính chào anh ạ. Chào Nhất Anh. Dạ. Trong một dịp thì mình đã được nói rất là nhiều về phía Bắc Mỹ mà nguyên ngũ lịch trình của mình mà trước anh Thắng có dịp giới thiệu cho Nhất Anh cũng như khán giả của Người Việt. Đó là mình đi Niagara Falls, rồi mình đi tới Thousand Island, rồi mình đi tới Montreal. Nhưng mà hình như còn một nơi nữa mà anh Thắng nói để có dịp để anh Thắng nói đó anh Thắng. Một cái thành phố mà tôi rất là thích ở Bắc Mỹ. Dạ. Mà chúng ta đến mà chúng ta không có dịp ghé đến thì cũng rất là đáng tiếc trong cái chuyến đi về Bắc Mỹ đó. Dạ. Thì thành phố là Quebec. Dạ. Quebec đó là một cái thành phố đẹp lắm. Dạ. Nói tới Quebec thì anh có đọc ở trên một cái cuốn sách nào đó mà quên rồi, nhưng mà người ta có nói, người ta ví là Quebec là giống như là Paris của Bắc Mỹ đúng không anh Thắng? Đúng. Dạ. Thực sự nó nói là Paris thì có thể họ dùng một cái trừu tượng gì đó. Dạ. Thế tuy nhiên chúng ta nếu chúng ta tìm hiểu về cái lịch sử của Quebec đó thì Dạ. nó cũng rất là đặc biệt. Là Quebec vào cái thế kỷ thứ 17 đó thì nó thuộc về người Pháp. Dạ. Đó. Người Pháp đã lấy chủ quyền ở đó, thành ra nó thuộc về đế quốc Pháp. Dạ. Nhưng sau đó thì đến thế kỷ thứ 19 đó, họ đã có những cuộc chiến tranh với nước Anh. Dạ. Đế quốc Anh, đế quốc Pháp tranh giành nhau. Và dĩ nhiên thì cuối cùng là đế quốc Anh thắng. Thành ra họ đã lấy lại cái phần đất của Quebec, họ phải thuộc về cái chủ quyền của đế quốc Anh. Dạ. Thành thử trước đó nó thuộc về nước Pháp, thành ra người ta phải dùng cái chữ nước Pháp để coi như ám chỉ một thời gian nó đã từng là cái thuộc địa của đế quốc Pháp ngày xưa. Dạ, nếu như mà hồi xưa mà người Pháp đã từng mà chiếm đóng ở Quebec như vậy thì như vậy là cái kiến trúc này nọ của nó là đều giống như Âu Châu hay sao anh Thắng? Kiến trúc của nó thì đại khái, nhưng mà quý vị khán thính giả có thể xem một cái video clip chúng tôi có quay về cái gọi là Chateau Frontenac Hotel. Dạ. Đây là nguyên thủy của cái hotel này đó, cái không gian của nó cũng như cái kiến trúc của nó thuộc về nước Pháp ngày xưa. Nó là nơi ở của quan toàn quyền á. Dạ. Nhưng mà bây giờ nó là một cái hotel rất là đắt tại Quebec. Nếu mà Nhất Anh ở cái hotel Frontenac này đó thì đại khái một đêm không có dưới 500 đô la đâu. Thành Dạ. ra nó rất đắt. Tuy nhiên thì ở cái hotel này người ta được thưởng thức cái không gian rất là đẹp của cái thành phố Quebec. Dạ. Thì trở lại cái câu chuyện là Quebec là một cái thành phố mà tôi có nói là nó có một thời gian nó thuộc về cái Nước chủ Pháp. quyền của đế quốc Pháp. Dạ. Thành thử cái cư dân ở đây đó phần lớn họ là tiếng Pháp hết. Dạ. Thành ra Quebec là một cái thành phố, một cái tỉnh. Nói chút xíu chúng tôi tạm dừng ở đây. Nói đến Quebec đó chúng ta phân biệt hai cái Dạ. là tỉnh Quebec và thành phố Quebec. Thành phố Quebec nằm trong cái tỉnh Quebec Dạ. và đây là thành phố lớn thứ hai trong cái tỉnh Quebec. Ừ. Thành phố lớn nhất là Montreal. Dạ. Và thành phố lớn thứ hai đó là Có Quebec. nghĩa là tỉnh Quebec là có hai thành phố lớn là Đúng vậy. Montreal và Dạ. cái thứ hai là Quebec. Đúng Dạ. vậy. Và cái tỉnh này đặc biệt là nó có con sông dọc theo cái tỉnh của nó là con sông St. Lawrence. Dạ. Con sông St. Lawrence nó chảy suốt từ cái Lake Ontario đi qua Thousand Islands và nó đến Montreal. Dạ. Đến Montreal thì nó chạy dọc theo lên trên phía hướng đông bắc và nó trở thành con sông St. Lawrence đâm ra biển. Dạ. Và trước khi đâm ra biển thì nó trở thành cái con sông chảy qua cái thành phố Quebec. Dạ. Thành thử Quebec là một cái thành phố có con sông St. Lawrence rất là lớn ở đây, gọi là lớn. Quý vị có thể nhìn qua cái video clip, quý vị thấy có một con sông, đó là con sông St. Lawrence. Và con sông này ở trong cái khu vực của thành phố Quebec đó, nó rất là lớn. Tôi nghĩ nó có thể dài được, bề ngang nó rộng tới khoảng 1-2 cây số đó. Dạ. Thành ra đây là con sông khá lớn. Thế tuy nhiên, con sông này nó so với cái khúc mà nó gần đổ ra cái biển Đại Tây Dương đó, nó vẫn chỉ là một khúc nhỏ thôi. Chứ Dạ. trên đường đi của nó ra gần cái biển, nó còn lớn hơn nhiều. Dạ. Thì đó là một cái, nó trở thành cái vịnh mà, cái vịnh San Juan trước khi nó trở thành sông biển Thái và biển Đại Tây Dương. Dạ. Nhưng mà vậy thì nếu mà du khách mà mình đi một cái lịch trình mà đi nguyên du lịch nguyên Bắc Mỹ luôn đó, thì nếu mà tới Montreal rồi thì từ Montreal mà tới Quebec thì bao xa và đi bằng cách khoảng nào 3 được? tiếng đồng hồ, từ khoảng 300 cây số Là đi bằng xe hơi á đi anh bằng xe hơi đó. Dạ. Chúng ta lấy cái mốc là từ Thousand Islands, Dạ. chúng ta đi tới Montreal chúng ta cũng đi khoảng 300 cây số, Dạ. và từ Montreal chúng ta đến Quebec cũng khoảng 300 cây số, mà Dạ. chúng ta đi tới cái vùng cuối cùng của con sông San Ren thì nó dài tới khoảng 1.200 cây số đi từ Thousand Islands. Thành ra con sông này cũng là một con sông rất là lớn và cũng là một con sông đã có nhiều cái thắng cảnh đẹp cũng như có là tạo ra một cái lưu lượng nước rất là lớn trong cái khu vực của thành phố Quebec và Dạ. thành phố Montreal. Nó lớn đến mức độ như này là Nhất Anh có hình dung được. Từ cái biển Đại Tây Dương đi vô đó, người ta Dạ. chờ, người ta nghĩ là con sông St. Lawrence là con thủy lộ, tức là Dạ. con đường thủy lớn để đưa hàng hóa từ Âu Châu sang vào bên trong những thành phố của Bắc Mỹ. Dạ. Đó, nó đi xuyên qua những cái hồ Ontario và nó chờ đi xuyên qua con hồ Lake Erie và
Michigan, Huron và đến Superior. Thành ra đây là một cái con đường thủy lộ rất là lớn cho cái khu vực Bắc Mỹ. Nói lại cái câu chuyện mà anh Thắng nói là ở đây là hồi xưa từng là do cái nước Pháp đã có đô hộ của Quebec, thì mọi người ở đây nói tiếng Pháp hết. Nói tiếng Pháp đa số như vậy thì tất cả các bảng hiệu này nọ đều là tiếng Pháp hay thì là phần lớn người ta làm cái thống kê là khoảng hơn 60% người dân ở Quebec nói tiếng Pháp hết, và chỉ có khoảng hơn khoảng 20-25% gì đó người ta nói tiếng Anh. Thế tuy nhiên thì tất về cái luật lệ của tỉnh Quebec đó là tất cả những cái văn kiện hoặc là những cái đèn ngoài đường hoặc là những cái thông tin đó đều phải viết bằng song ngữ, viết tiếng Pháp và tiếng Anh. Thế tuy nhiên thì tất cả những cửa hàng họ đều nói tiếng Pháp cả. Nhưng mà nhất anh có thể vào một cái gift shop ấy, nhất anh người ta có thể chào nhất anh bằng tiếng Pháp, nhưng mà khi mà nhất anh nói tiếng Anh thì người ta chuyển sang tiếng Anh, người ta nói với mình ngay. Thành ra trong mấy cái tiệm restaurant cũng vậy, họ nói tiếng Pháp nhưng mà để dành cho những người nào nói tiếng Pháp, còn chúng ta nói tiếng Anh thì họ đều dùng song ngữ tiếng Anh nghe. Thành ra chúng ta đến du lịch Quebec đó, chúng ta rất là thoải mái, chúng ta nói tiếng Anh cũng được, tiếng Pháp cũng được, không có cái vấn đề du lịch. Hồi nãy anh Thắng có nói là lịch sử của Quebec là hồi xưa là do Pháp đô hộ, rồi sau này lại anh lấy lại. Nó thuộc quyền chủ quyền của Pháp, chứ Pháp không thuộc họ. Thì nó sẽ bị ảnh hưởng cái nền văn hóa của Pháp cũng đúng như rồi, là của Anh sau này, đúng không ạ? Vậy thì anh Thắng có thể kể cho Nhất Anh cũng như là khán giả nghe xem là những cái nét kiến trúc độc đáo nào hay là những cái nơi nào mà nó mang cái dấu ấn của bên Âu Châu không ạ? Nếu mà nói như vậy thì chúng ta đến ở ngay cái tỉnh thành phố Quebec đó, chúng ta thấy ở phần trên đó. Nói đến tôi xin tạm ngừng đây chút xíu nhé, mình nói đến Quebec đó mình phải phân chia nó là cái thành phố cổ của nó có hai phần. Nó có thành phố cổ trên và thành phố cổ dưới. Sở dĩ nó có phố trên và phố dưới đó là tại vì khi con sông Saint Laurent đi chảy qua cái khu vực này đó thì nó đi qua một cái sườn đồi. Là cái giữa cái phần dưới mặt sông Loire nó với cái phần trên nó cách nhau khoảng 100 mét, và 100 mét thì người ta tạo ra thành hai con phố khác nhau. Phố mà phía dưới sông đó thì người ta gọi là phố dưới Lower Town, và cái phố trên đó người ta gọi là Upper Town. Thì phần lớn là những cái dinh thự lớn xây thì nằm ở trên thành phố trên, và thành phố trên như vậy đó thì những di tích ngày xưa của người Pháp họ để lại phần lớn nó nằm ở phía trên hết. Tôi nói thí dụ như phần trên cái kiến trúc là cái hotel mà chúng ta vừa nói, nó gọi là Chateau Frontenac Hotel đó. Thì nó một cái kiến trúc của Pháp ngày xưa, và bây giờ nó trở thành cái hotel. Ngày xưa thì nơi đó là nơi viên toàn quyền ở mà, thành ra chắc chắn là kiến trúc của Pháp rồi. Nhưng mà bên gần đó chúng ta đi bộ khoảng vài trăm thước, chúng ta có thể bắt gặp được cái nhà thờ Notre Dame của Quebec. Và sau đó thì cái post office của Quebec, đó là những cái di tích ngày xưa mà người Pháp đã từng kiến trúc ở đó. Và cho đến thế kỷ 19 thì nước Anh mới xâm chiếm, đánh bật người Pháp ra để lấy cái phần đất đó. Thì phần đất nó thuộc về người Anh. Thế tuy nhiên thì sau đó thì có nhiều cái thay đổi giữa cái chuyện văn hóa của Anh và văn hóa của Pháp. Cảm ơn Thắng rất là nhiều. Thưa quý vị khán giả, chương trình sẽ quay lại trong vòng phần sau. Nhân kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay lại với chương trình Thế giới trong tầm tay với anh Trần Nguyên Thắng. Và trong chương trình lần này thì chúng ta tiếp tục nói tới một thành phố ở Bắc Mỹ, đó là thành phố Quebec. Trong phần 1 thì anh Thắng có giới thiệu cho Nhất Anh cũng như là khán giả của Người Việt là thành phố Quebec là có hai phần, đó là Upper Town và Lower Town, đúng không anh Thắng? Hồi nãy phần 1 thì anh Thắng đã nói Upper Town rồi, nhưng mà còn có Lower Town thì có những cái gì mà nó khác cái gì ở trên phần trên của thành phố anh Thắng? Phải nói là gọi người ta phân biệt như vậy để cho mình biết là nó chia làm hai phần để cho nó dễ du ngoạn, cứ cho là như vậy đi. Nhưng mà thực sự thì khi mà nói đến các khu phố cổ đó, tất cả cái phần Upper Town hay là Lower Town nó cườm bay lại một, nó trở thành một cái di sản thế giới văn hóa. Di sản thế giới là của UNESCO công nhận nó là di sản thế giới. Đó. Thành ra chúng ta để ý tất cả hai cái nó cộng lại nó thành một cái di sản và rất là đẹp. Thì như phần 1 chúng ta nói về những kiến trúc lớn như là cái Chateau Frontenac Hotel, hoặc là như cái nhà thờ Notre Dame, hoặc là như nhà cái Post Office, thì đó là những kiến trúc lớn nằm ở phần trên. Nhưng mà chúng ta bây giờ chúng ta rời phần trên, chúng ta đi bộ xuống dưới phần dưới đó, thì chúng ta sẽ đi xuống cái gọi là Lower Town, tức là phố dưới. Cái phố dưới này nó có cái đặc biệt đó, nó nằm sát với con sông. Thành ra ở đây nó cũng là trở thành chỗ là để cái bến phà, bến phe đi để lên cruise, đi sông Saint Laurent. Nhưng mà dĩ nhiên khi mà nói đến cái bến ferry, bến phà như vậy đó, thì dĩ nhiên nó có những cái phố buôn bán sầm uất chung quanh.
Và ở cái sầm uất chung quanh này đó thì người ta đã làm thành một cái khu phố cổ, và nó đặc biệt là nó là gồm những cái gift shop, những cái tiệm ăn. Dĩ nhiên tiệm ăn ở đấy nó không lớn như những cái tiệm ăn ở trên cái phố trên. Nhưng mà dưới này thì nó có cafeteria, có những cái gift shop nhỏ nhỏ, có những con đường rất là nhỏ. Và nhất là từ cái phố trên đi xuống phố dưới, chúng ta đi xuống những cái step đó, cái hình ảnh rất là dễ thương. Mà quý vị có thể nhìn qua cái video clip, thấy hình ảnh nó, mình thấy lúc nào cũng sầm uất, cũng nhộn nhịp. Và đặc biệt thì ở Quebec á, lúc nào thời tiết mình cũng rất là khó đoán. Thí dụ như đi cái thành phố Quebec là thành phố mà tôi cho là thành phố của ba mùa. Mùa xuân, mùa thu và mùa hè. Còn mùa đông chắc là lạnh lắm, thành ra chắc là rất là ít du khách đến. Tuy nhiên thì qua mấy mùa đó thì tôi có thể có dịp đến ở Quebec. Và dĩ nhiên tôi thích nhất là mùa hè thì nhộn nhịp, du khách khắp nơi đổ dồn về, cái thành phố nó trở thành một cái sự sống động. Nhưng mà nếu mùa thu thì thành phố có những cái nét đẹp mà khó mà nó diễn tả được. Là tại sao Văn Tán? Là vì nó có... cái không gian của nó, cái không gian của mùa hè thì xanh tươi, thành ra sầm uất và xanh tươi lắm. Chúng ta đi đâu chúng ta cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng mà mùa thu thì cái lá vàng, lá đỏ, cái không gian của nó biến đổi hoàn toàn. Và nhất là cái không gian mùa thu như vậy đó, nó nằm thuộc về cái phố Bắc Mỹ, và ngay ở bên sát bên dưới nó là cái khu New England của Hoa Kỳ. Thành thử những cái khu vực đó, như nhất anh biết là nếu nhất anh có dịp đến New England hoặc đến Quebec hoặc đến Montreal về mùa thu đó, khó mà rời nó lắm. Đẹp cái lạ lắm. Thousand Island cũng vậy, nó đẹp lạ lùng lắm. Nhưng mà cái xanh tươi thì chỉ có mùa hè xanh tươi thôi. Nhưng mà mùa hè, chúng ta nói chuyện đến thời tiết thì ngày hôm nay có thể nắng, nhưng mà tối có thể mây kéo đến và ngày mai trời u ám và mưa. Nhưng mà cá nhân tôi thì cho mùa hè nó đẹp của cái mùa hè, mùa nắng nó đẹp của ngày nắng, nhưng mà cái mưa thì nó có cái thơ mộng của cái mưa. Tại vì khi mà mưa đó, cái phần phố trên của Quebec đó, tôi đứng ở dưới nhìn lên đẹp lắm. Nó mờ mờ ảo ảo. Nhưng mà chúng ta đứng ở trên, chúng ta nhìn xuống đó, thì chúng ta thấy cái con sông Saint Laurent như là được phủ lên một cái lớp sương mù vậy đó. Nó cũng có một cái thơ mộng riêng của nó. Thành thử chúng ta đi, chúng ta đừng ngại trời nắng hay trời mưa, chúng ta phải bỏ cái tâm hồn mình vô trong cái hình ảnh đó, trong cái không gian đó mình sống vui được đẹp lắm. Và nhất là đang nói về phố dưới đó, thì phố dưới nó có cái sống động như vậy. Và đặc biệt là nếu mà nhất anh ngại đi bộ lên á, thì chúng ta có thể gọi là funicular, là một cái loại giống như cái thang máy kéo lên đó. Funicular, đọc là funicular. Thì nó kéo lên, thành ra chúng ta trả như một người mất $2 Canada. Và chúng ta được đi bộ lên, không có phải đi bộ, mà có giống như cái xe kéo lên. Còn chúng ta đi bộ thì không bao nhiêu bước cả, 90 mét thì bao nhiêu step đâu. Nhưng mà trên đường đi lên cái phố trên, chung quanh đều có những cái gift shop, có những cái tiệm bán hàng rất là dễ thương. Và có những cái công viên của những người Pháp ngày xưa đã tìm được cái vùng đất đó, được dựng ở đó. Và có những cái khẩu súng Đại Bác á, vẫn còn được dựng ở đó, để cho du khách biết rằng ngày xưa khu phố trên đó, nó là một cái thành cổ. Và nó được bảo vệ cho cả cái thành phố Quebec. Nhưng mà đặc biệt đến về shopping đó, nhất anh có biết ở bên đó có một cái tiệm mà chuyên bán về đồ của nhất của phụ nữ, như nhất anh chắc là thích lắm. Nó đọc là Roots. Cái hiệu hàng Roots á, chỉ có bán ở Canada thôi, không bán ở bên Mỹ này. Thành ra trong những du khách đến Quebec á, người ta đi tìm bằng được cái tiệm Roots để người ta mua những cái món hàng made in Canada. Hồi nãy anh Thắng có nói là có nói cho Nhất Anh là có lưu ý về vấn đề thời tiết ở bên Quebec đó, là nó thất thường. Nhưng mà như vậy thì đó là lưu ý của cho du khách, là nếu như muốn đi tới Quebec thì mình phải chuẩn bị sẵn sàng, để không là như buổi sáng mà nắng, buổi trưa là mưa. Thường thường chúng ta đi thì nếu quý vị là người đi cá nhân thì chúng ta nên chuẩn bị tất cả hành trang cho cả nắng và mưa. Còn nếu mà quý vị đi theo tour thì đương nhiên cái văn phòng tour họ sẽ thông báo cho mình biết thời tiết bên đó, mà cần những gì đi theo. Chẳng hạn như tôi đi thì tôi lúc nào cũng phải nói với du khách là chuẩn bị tất cả những cái điểm cần thiết, những cái điều cần thiết phải đem theo. Tại vì miền Bắc Mỹ thì thời tiết nó không có phải giống như ở phía California, hoặc là như ở bên San Francisco, hoặc là bên phía bên Trung Mỹ, như là bên Florida hay là bên những cái thành phố phía Nam đó, thì nó khác. Còn bên kia hôm nay nắng, mai mưa. Tối có thể mưa nhưng mà sáng lại nắng này.
thành ra rất là khó đoán. Nhưng mà nói với anh Thắng là mình phải để cái tâm hồn của mình theo trong cái đúng, không gian thành ra trong đúng không ạ? cái quan trọng nhất trong bất cứ một chuyến du lịch nào, chúng ta phải để hồn chúng ta vào trong cái chuyến du lịch đó. Chúng ta phải bỏ bớt những cái lo âu của mình ở nhà để lại, mình để lại ở nhà chứ mình đừng đem theo. Mình đem theo chứ mình không có sống được với cái không gian của cái nơi du lịch đó, mà mình vẫn sống theo cái không gian ở cái quê hương của mình. Như vậy thì đó mới là cái trải nghiệm mà tốt nhất mà mình đúng, có thể trải nghiệm cái được đó cách là hoàn cái toàn mà đúng không gọi ạ? mới đúng nghĩa là du lịch. Còn chúng ta đi mà chúng ta đem theo những cái lo âu thì chúng ta không hề đi du lịch, mà chúng ta đi trốn tránh một cái lo lắng, nhưng mà thực sự cái lo lắng đó nó vẫn đi theo mình. Hồi nãy giờ thì anh Thắng giới thiệu rất nhiều về những nơi ở Quebec rồi, nhưng mà cái cảm nhận của anh Thắng khi mà tới đó như thế nào? Ý là cái tâm tư như thế nào khi mà anh Thắng tới cái thành phố Quebec? Cho dù tôi có nhiều cái lo âu, cho dù tôi có nhiều cái công việc phải lo lắng, nhưng mà khi đến Quebec phải công nhận như thế này, cái không gian của nó làm mình dịu lại rất là nhiều. Nhất là nếu mà không gian nó mà mưa chẳng hạn, mưa chúng ta có thể vào trong ở trong cái hotel mà Chateau Frontenac á, mà tôi vừa nói đó, trong đó có những cái quán cà phê, trong đó họ bán những quán cà phê, có thể nhìn ra phía ngoài sân, có thể nhìn ra cái thành cổ, có nhìn ra cái tường cổ, hoặc chúng ta nhìn qua cái không gian của cái phần phố dưới, hoặc là chúng ta nhìn qua đi qua bên khu như vực nhà thờ Đức Bà. Có rất là nhiều cái để chúng ta có thể ngồi xuống nhâm nhi cà phê chúng ta quên đi, hoặc là mình có nhiều người bạn mình có thể nói chuyện trò, nhưng mà chúng ta nên chuyện trò bằng cái không gian ở đó. Chúng ta đến đó mà chúng ta lại đi chuyện trò bằng những không bằng những cái lo âu đem theo đó, thì thực sự là chúng ta làm hỏng cái không gian đấy. Tôi nghĩ như vậy. Thực sự thì cái mỗi lần tôi đến, tôi có lo âu, tôi có làm, tôi vẫn đi tìm được những cái quán cà phê ngồi riêng biệt. Có thể lúc mà ngồi trong phố dưới, có thể có lúc là tôi ngồi trong phía trên phố trên, có thể lúc tôi đi dạo cái nghĩa phố dưới, đi xem những cái gọi là gallery đó, những cái phòng triển lãm đó. Họ có rất là nhiều tranh bán của những người họa nhân mà mình có thể vào mình thưởng thức được, thành đó, giá rất là đắt, nhưng mà biết đâu được mình có thể thích hợp với một bức tranh nào chẳng hạn, hoặc là họ vẽ về một cái góc phố nào đó của Quebec. Thành ra đó là những cái hay và những cái đẹp của cái thành phố Quebec. Và dĩ nhiên thì hàng quán thì thực phẩm, món ăn, muốn ăn kiểu nào nhất anh đều có được tìm được ở Quebec hết. Ngay cả món Đồ ăn Việt ăn Việt Nam, Nam. Thái Lan, Italy, France, Anh, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ đều có hết. Thành ra đó là một thành phố rất là đa dạng về thực phẩm, nhưng mà đồng thời lại cho mình một cái rất là hữu tình về cái không gian. Thành thử là Quebec là nơi đáng đi lắm nhất anh. Vâng, cảm ơn anh Thắng rất là nhiều đến với chương trình ngày hôm nay, và hy vọng là một dịp nào đó các khán giả của Người Việt TV sẽ có được dịp để tới Quebec và cũng sẽ có những cái cảm nhận giống như là anh Thắng đã cảm nhận trong ngày hôm nay. Cảm ơn anh Thắng rất là Cảm ơn nhiều. nhất anh.